Chào các bạn, hôm nay thì về về bên Mỹ cũng được khoảng 2 ngày rồi. Bữa nay bà xã đi chợ thấy dì Bảy có bán cua nữa, bởi vậy mua 2 con cái về hấp với nước dừa. Ở bên đây không có dừa tươi, bởi vậy lấy nước dừa trong cái hộp này hấp nó, hay cái nồi hấp đây. Đây là hai anh này, một con bự và một con kia nhỏ đó, nó dữ chưa? Rồi hai con thì nó không vừa cái đồ hấp này, bởi vậy thì chỉ là bỏ một con hấp một con bự này trước, rồi xong rồi hấp con thứ hai, đóng nó lại. Chào các bạn, hôm nay thì có con cua biển này. Cua biển thì tại vì cái con cái thì ở bên đây thì rất là hiếm, bởi vậy khi bữa nay thấy dì Bảy bán cua cái phải mua về để luộc lên ăn. Hai con này, còn con này thì hấp, tại nó lâu quá bởi vì hấp. Để bên đây con này thì hấp hấp với lại nước dừa giống như hồi nãy để lên nó chiếu, nhưng mà tại vì để nó lâu quá đi làm mà quên nó đi, bởi vì nó bị hơi khét xíu. Có cái màu khét nữa thấy không, để coi cái ăn đó có làm sao. Bự á, mặc dù là con cái nhưng mà nó rất là bự thấy không. Hai cái càng đó, cái hai cái càng ra ăn coi. Trời ơi thịt đó, kéo ra ăn cái nè, chấm muối tiêu với lại nước tắc á, nay không có chanh dùng nước tắc đỡ. Tươi, thịt chắc. Ui dạ. Cua này nó ngọt gì đâu, lâu quá không uống Corona. Khi mà còn bên Việt Nam á, đâu có uống Corona, uống toàn là Beer Tiger, Heineken. Nó hơi ấm xíu cái kẹt nữa. Thịt thịt ăn ngon lắm, không biết tại sao ăn cua này thịt ăn ngon vậy, ngọt. Bẻ cái que này ra, cái que này ăn sao đúng thời gian. Ui ra chút miếng thịt. Cái yếm của con cua con cái nữa không.
Con này chắc không có gì đâu. Con cái mà không có gì trong này, không có miếng gạch nữa, toàn là cái gì nữa không à. Ơi, thất vọng, thất vọng. Trong chỉ có mấy cái tí, có mấy cái bộ phận trong của nó đó. Nghe này nè, cái ruột lấy ra rồi. Hey, thất vọng, thất vọng. Không có gạch ăn đỡ cái này cũng được. Cũng ngon chứ. Còn trong nè, nếu có gạch thì ngon hơn. Xong xuôi. Như là thịt nó cũng không chắc mấy, không biết là sao. Cua bên Việt Nam ăn họ hổm đi ăn buffet á, ăn nó ngọt, nó chắc lắm. Thịt nó cái này á, thịt nó mềm mềm sao á, tại sao nó hay không có chết còn sống. Mua này á thì dì ba bà bán không, bà không có bán bằng bằng ký hay bằng bằng phao, bán như mình chừng bịch chứ. Con bịch thì có hai con cái này bà bán là 45 đồng, trả giá bởi xuống 40 đồng bà bán. Bởi vậy mua hai con cá này 40 đô. Khoảng là khoảng 800 mấy chục ngàn bên Việt Nam. Dù là thịt nó không chắc nhưng mà nó cũng cũng ngọt, cũng rất là ngọt.
mấy con cua này ít ngán hơn con cua Canada. Tại cua Canada thịt nó nhiều lắm, bởi vì ăn ngán luôn. Thịt nó không ngọt bằng cua này. Bữa nay trên nè không muốn làm clip, với lại nó cũng ngán mấy cái con cua nè. Bởi vậy nó không muốn làm. Không muốn làm thôi, thì chịu khó ăn hai con cho nó xong. Thật ngọt, ngon. Miếng thịt tắm rồi. Đó rồi, xong cái con này rồi. Qua con này. Con này á thì không được bự như là con kia. Chứ là cái này luộc chứ không phải là hấp. Để coi con làm sao. Nó có ngon như nó ngon là chắc là không có gạch đâu. Nhưng mà nó có ngon không? Thịt con này thì chắc hơn con kia. Wow.
Okay. Bữa nay ăn thịt cua ngon, nhưng mà tiếc là không có gặp thịt cua ngọt. Đặc biệt là con này nó dạt, nó chắc. Ngon, ngọt gì đâu. Mấy cái muỗng nó đập nó dễ hơn, đập cái mấy cái này nứt ra rồi mình bẻ mình kéo nó ra thôi. Con này thì nặng hết, nặng này, thấy ở ngoài nó chắc hơn con kia, để coi rồi sao. Cũng là con cái thấy không? Ở trong cũng không có gì giống như con nãy. Để ăn trong đây trước à. Tháo cái ruột ra. Hay cái ruột nữa. Rồi, ở dưới đây là trong này là cái này ăn được hết. Bộ phận này ăn cũng rất ngon, béo. Nghe người ta nói là cái này ăn rất là nhiều cholesterol. Béo giảm ăn luôn. Béo quá.
xanh xanh không? Nó ăn béo vì đậu, không phải là gạch đỏ, nhưng mà nó ngon gì đâu. Chấm vô. Thật còn chắc. Ăn nó ngon đâu à. Ngọt. Không biết tại sao mấy con phu này ăn mà chấm muối tiêu với đầy chanh hoặc là tắc, nó hợp gì đâu à. Nào biết tại sao ăn dữ quá, ăn hai con luôn. Chắc tại dạo này thiếu ngủ phải bồi dưỡng lại. Tại vì vẫn còn quen thời gian bên Việt Nam á, bởi vậy ngủ chưa được quen. Thôi không rồi, ăn đủ hai con được rồi, còn cái que này để từ từ ăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Nhớ là mấy bạn nào mà chưa đăng ký nhớ đăng ký giùm nha. Rồi, bye bye.